Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Lại là mình BD đây. Thì tại sao hôm nay tôi quay mình? Tại vì bây giờ là gần 4 giờ chiều rồi. Mấy thành viên trong bộ team mọi người đi ngủ hết rồi anh em à. Đi làm hết rồi, giờ chỉ có mình tôi làm video thôi. Buồn thật sự các bạn nha. Thì như các bạn biết sáng nay có bản cập nhật rồi đúng không? Thì bây giờ tôi sẽ gọi là kiểm tra lại đó, các trong cửa hàng nội thất nè, cửa hàng trang phục nó có những gì, các gói gì, cũng như là một số thay đổi mà sáng nay tôi chưa nêu đến. Đặc biệt đó chính là cách lấy linh hồn nha các bạn. Ok nha. Thì đầu tiên nè, ở phía sau nè, các bạn có thấy cái bảng không? Đấy, có cái bảng này nó khá là đặc biệt nha các bạn. Bây giờ tôi mới để ý á. Cái bảng này nó có ghi là 37,7 triệu. Đấy, tức là cái người chơi ấy mọi người. Thì hiện tại á, cái số người chơi nhiều nhất nó thuộc về gọi là phố Á, tức là gọi là đa số là Việt Nam của chúng ta, là chiếm 2,1 triệu người chơi. Đấy, đứng thứ nhì đó chính là khu vực Đông Á, là khu vực Hàn Quốc đấy. Thì của bên hai game mọi người cũng tầm 1 triệu, bằng phân nửa của mình. Thứ ba đó chính là phố Âu. Đấy, phố Âu rồi tới là Tây Á, rồi tới đâu đó là Bắc Mỹ đấy, rồi tới Nam Mỹ, rồi tới Châu Phi. Thì nói chung là đây là những con số tôi nghĩ là nó gọi là nó khá là cụ thể của bên phía gọi là nhà phát hành cung cấp cho chúng ta. Nó cũng khá là hay các bạn à, tôi rất là thích về cái tính năng này để mình biết được gọi là cái số người chơi nó tăng hay giảm các bạn à. Rồi, chúng ta vô cái phần cửa hàng thì chúng ta thấy trên đầu luôn bản tin đầu tiên đó chính là một cái gói cặp song sinh gấu Bad Kid. Đấy, tức là gọi là siêu quậy đấy, kiểu như vậy nè. Đấy, thì mình nhìn là biết thấy siêu quậy rồi. Đầu tiên mình nói về gọi là bên phía bạn nữ một tí đi. Thì tôi cảm thấy thì lần này là có 5 món đồ. Tôi rất là thích đôi giày này, tại vì tôi thấy đôi giày này có 3 cái mảng màu: trắng, vàng, xanh. Và nói chung là những cái họa tiết trong đây cũng khá là chi tiết các bạn à. Đấy, đặc biệt là cái sticker gọi là dấu chân gấu nè, ở dấu chân chó gì đó. Nói chung là rất đầu tư về cái bản giày, tôi rất là thích về cái đôi giày này. Còn nói về bộ đồ này, thực chất là cái tông màu này tôi vẫn chưa thích mấy, tại vì tôi cảm giác như là nó hơi cái màu vàng sọc á mọi người, nó hơi già một tí. Đấy, còn cái phần mái tóc thì nói chung là quá là đẹp rồi các bạn ơi. Cái màu này đổi sang mấy màu khác nữa nó quá là đẹp, không có vấn đề gì cả. Và đặc biệt đó chính là cái kẹo bong bóng mọi người à. Cái kẹo này thường thường chúng ta có màu đỏ bông, nhưng mà lần này là có màu vàng, thì nhìn rất là lạ mắt và nó hợp với tông màu này luôn các bạn à. Và đặc biệt đó chính là cái cài này là quá dễ thương rồi. Đấy, cho nên giá 103.000 tôi nghĩ là giá này rất là hợp lý, tại vì nếu các bạn lên web nó chỉ còn 90 mấy hoặc là 80 mấy ngàn thôi. Tôi nghĩ là gói này đạt điểm có 9/10 các bạn à. Còn cái gói nam này chắc mình nói qua nhanh đi đấy, tại vì đôi giày thì cũng giống như đôi giày phim kia, rất là đẹp. Tóc thì tôi cảm giác như tóc này cũng khá là Hàn Quốc nha, cũng khá là đẹp. Còn sticker trên Mỹ này tôi không thích mấy, cái tattoo đó tôi không thích mấy. Cái nón này thì nói chung là mấy bạn nữ cũng nên mua nè, tại vì tôi nghĩ là cái nón này nên để qua cho mấy bạn nữ là đổi hợp hơn. Đấy, còn cái áo thì nói chung là cũng cái tông màu tôi cũng không khá thích mấy đây mà, tại vì tôi thấy cái tông màu nó cũng hơi kiểu như là, thật sự tôi thích tông màu vàng đen hơn là cái tông màu này các bạn à. Thì giá cũng vậy thôi chứ các bạn. Thì cái bộ đồ nam này tôi đánh giá là nó không hợp với tôi mấy, tại vì phong cách tôi nó hơi lạnh lùng một tí, cho đánh giá là cỡ 7/10 nhá. Kéo xuống dưới một tí nè mới là quan trọng nè, đó chính là cái đồ nội thất tinh linh cây và cái tiên nữ hoa sen các bạn à. Trời ơi, cái gói này thì tôi lại liên tưởng tới cái hình ảnh hoa sen của Việt Nam các bạn à. Thì cái này là do một bạn BC Min, hình như là một bạn người Việt các bạn à, một bạn người Việt của chúng ta thiết kế, được gọi là được nhà phát hành chọn. Cho nên bởi vậy chúng ta mới có lại cái hình tượng hoa sen, tại vì hình tượng hoa sen là gắn liền với Việt Nam mọi người. Cho nên thật sự là rất cảm ơn bạn Min này đã mang gọi là một cái phong cách mà của văn hóa của Việt Nam ta vô cái con game mà quốc tế này các bạn à. Rất là respect các bạn Min này luôn đấy. Thì nói một tí về trang phục đi, thật sự là cái bộ áo dài rất là truyền thống mà mình nhìn vô là biết là của Việt Nam rồi các bạn à. Nó rất là truyền thống là cái áo dài Việt Nam rồi. Nhưng mà còn cái nón này tôi cảm giác như là nó hơi cầu kỳ quá. Tôi nghĩ là nên chọn đâu đó là một cái gì đó nó nhỏ hơn, nó gọn hơn. Tôi thấy cái này nó hơi cồng kềnh. Ừ, nó hơi kiểu như là nó bị gồ ghề quá các bạn à. Còn mái tóc thì nó thuộc cái tiếp mà đơn giản các bạn à. Đặc biệt đó chính là có hai cái lóng tóc để mình buộc ra phía sau nè, rất là hay. Đấy, màu đen tuyền nữa, rất đẹp các bạn à. Nên mua, có 120 em cười nó nhiều đúng không? Trời ơi, còn về cái gói nội thất tinh linh, tôi nghĩ là đây là một trong những thứ chúng ta không thể nào bỏ qua được các bạn à. Nên mua nha. Đặc biệt những người nào mà thích liên quan đến gọi nông trại phải mua. Thật sự tôi chắc chắn tôi sẽ tích tiền để tôi mua cái này các bạn à. Các bạn nhìn cái gốc cây khổng lồ kìa, so với cái nhân vật của chúng ta thấy nó to không? Tôi thật sự cái này không mua thật sự là rất là phí luôn các bạn à. Đây là một trong cái gói tôi nghĩ là nên bỏ vô cái gói mà bắt VIP luôn cũng được mọi người. Đấy, cho nên là nên mua nha anh em, quá là đẹp.
Rồi, tới cái phần bốc thăm nè, cái phần này mới là đỉnh phải cái trưởng các bạn à. Không những chúng ta có một cái hòm bốc thăm bốc thử, bốc thăm hoàng tử bé, chúng ta còn có thêm hai cái hộp bốc thăm miễn phí mà đồ mới đấy nha. Đặc biệt là cái hộp mặt nạ hổ đây nè. Bây giờ tôi sẽ bốc thử cho các bạn để xem nó ra cái gì nha. Nhưng mà để cho nó hồi hộp thì tôi có bốc cái này đầu tiên nha. Trời ơi, có hòm mì tôi không ra cái gì các bạn à. Nhưng mà quan trọng cái này nè. Trời ơi, cái này được đá quý luôn các bạn à. Lần đầu tiên mở hòm mà được đá quý. Mà bộ đồ này rất là đẹp luôn nha các bạn. Bộ đồ này là trong những bộ đồ liên quan đến WWE á. Anh em nào mà fan gọi là John Cena bính chí lình đó là sẽ biết cái vụ này đó mà. Trời ơi, hộp miễn phí mà thật sự là người ta làm vậy. Thật sự được quá là đã các bạn à. Hy vọng cho ra nhìn cái bộ đồ hay tôi cần bộ đồ không. Trời ơi, một quan sát. Trời ơi, quan sát nữa. Tiền sao? Cái cuối cái gì nè? Cái cuối người ta thường thường là cái lòng đền mọi người đã hơn đó. Còn vấn đề mà cái hộp hoàng tử bé thì ngày mai tôi sẽ làm clip riêng về nó nha các bạn. Mở đâu đó là cỡ trăm hộp luôn cho nó máu nha. Rồi bây giờ mình vô phần chế tạo nha các bạn. Đặc biệt nè. Rồi các bạn bỏ qua những món đồ đi. Mình quan tâm đến nhất đó chính là cái phần gọi là mấy cái chỗ này nè, mấy cái tủ trưng bày. Mấy cái tủ trưng bày này thì đơn giản rồi, mấy cái khối này các bạn mua trong cửa hàng là có những bạn cửa hàng nội thất nha. Rồi mình đặt mấy cục này mình trưng bày được. Nhưng mà quan trọng nè, có ai để ý mấy cái cây bonsai trên đây không? Đó, những cái cây chậu thông nè, cây nước nè, ở cây ô liu nè, có ai để ý đến mấy cái này không? Thì bây giờ trong những cái cây này đó, nó có một cái thành phần mà chúng ta lần đầu tiên chúng ta bắt gặp đây, đó chính là thành phần linh hồn. Đấy, thì mỗi loại cây sẽ có một linh hồn cây khác nhau. Thì bây giờ làm cách nào để mình có được những cái linh hồn này để mình chế tạo ra những cái cây này? Thì như các bạn biết, nó để dưới đây nơi thu nhập, ấy nó ghi là thu nhập cây con. Mà bây giờ cây con nó nằm ở đâu? Ok, thì bây giờ các bạn hãy di chuyển theo tôi. Chúng ta sẽ tới đến camping nha các bạn. Rồi, hiện tại tôi đang đứng ở camping nè. Bây giờ tôi lấy ặc mới của tôi luôn, ặc phụ của tôi ra. Tại vì ặc phụ tôi chưa làm nhiệm vụ hết, để cho hướng dẫn cho bạn cho nó dễ nha. Thì bây giờ các bạn di chuyển đến cái khu vực NPC mà đây nè. Ở công mà đó đó công này nè. Công nha đang cười bên kia nha, bên đậu xanh lá nha. Rồi, mọi người nhấn nè, cứ nhấn theo đó. Rồi, thì mọi người mặc định ban đầu mọi người sẽ nhận được một cái chậu cây. Đấy. Thì nói chung là nhận tối đa là 3 chậu cây mọi người. Thì bây giờ mọi người muốn nhận tối đa 3 chậu cây thì mọi người phải làm hết những nhiệm vụ chấm hỏi nó đang hiện trên đây. Đó chính là bắt kiến cũng như tìm ve cha, mọi người làm hết luôn nha. Thì người ta sẽ tặng cho người mọi người 3 chậu. Lý do tại sao người ta tặng 3 chậu thì bây giờ mọi người về nhà nha, tôi sẽ nói lý do đó. Rồi, hiện tại tôi đang có mặt nhà tôi. Hồi nãy tôi nói vấn đề tại sao người ta cho mình 3 chậu. Tại vì anh em biết không, cái chế độ trồng cây của chúng ta á, thì chỉ có đặt được 3 chậu, nuôi được tối đa 3 chậu một ngày thôi. Cho nên cái cây này nó cũng nằm trong cái phần cây nó luôn. Cho nên các bạn muốn gọi là nuôi cái cây chậu con này nè, là các bạn không được nuôi những cái chậu kim cương kia. Đấy, cho nên bây giờ mình sẽ đặt cái chậu ra để cho các bạn dễ hình dung. Đây, đây là cái chậu. Ok chưa, cái chậu này sẽ nuôi ra cái chậu gọi là cái cây con. Cái cây con nó sẽ lấy linh hồn. Đấy, sẽ đổi được cái kia. Và cũng như cái cây con này sẽ giúp chúng ta làm được những nhiệm vụ mà nó liên quan đến nè, trồng cây thông trong chậu và nuôi lớn cây. Đó, nó sẽ giúp chúng ta hoàn thành được những nhiệm vụ này. Đấy, cho nên các bạn phải rất là để ý cái này nha. Đấy, tốt nhất tối đa là các bạn nên nhận 3 chậu. Nhận xong 3 chậu các bạn sẽ trồng. Ok chưa? Mà bây giờ trồng mà đó, nó có hướng dẫn rõ ràng là bấm vô nè. Đấy, các bạn thấy không? Đây, 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 đây. Trong đây có rất nhiều cây nha. Đó, tương ứng là có mấy loại, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 loại. Tương ứng đến 7 loại chế tác trong kia. Thì các bạn nuôi cái này thì các bạn hòa thưởng sẽ nhận được 1.000 thì sao, cũng như là một linh hồn cây. Đấy, các bạn nuôi cái nào thì các bạn bỏ vô là được. Ok chưa? Phí thì nó để rơi à. Thì bây giờ chắc tôi phải nuôi cây thông. Tại vì cây thông là nó trong nhiệm vụ cho nên tôi nuôi nha mọi người. Thì thời gian nuôi nó tốn tận 2 ngày cơ. Và phần thưởng được 3 kim cương. Đấy, với lại một cái này. Cho nên các bạn nên nuôi cái này nha. Lời phải cái chữ các bạn nè. Rồi bây giờ tôi nuôi nha. Rồi để xem giảm được bao lâu nè. Thì nếu các bạn xem quảng cáo thì các bạn sẽ giảm được 1 giờ. Còn nếu các bạn mà có người qua nhà tưới cây hình như sẽ được giảm được 3 giờ nữa. Đấy, cho nên các bạn phải tối ưu cái này nha các bạn. Thì nói chung là cách mà để nuôi cây con đó, cách mà kiếm linh hồn á, thì bằng cách là các bạn lấy cái chậu cây này và đi nuôi nó nha. Cái giống cho nó là được nha các bạn. Đơn giản không? Video đây là kết thúc rồi. Các bạn hãy cho mình xin một like cũng như một subscribe ủng hộ mình nhé. Cũng như là link các thành viên bộ team dưới phần mô tả. Nhớ follow họ nha. Mà nick này không phải nick của người yêu tôi nha anh em, nick thụ nha. Còn cái avatar này tôi lẫm ở đâu nha anh em. Rồi bây giờ chào tạm biệt tất cả anh em nha. Anh nhon.